Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB and Associate Income Tax Inc., nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust, cùng với đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhà cửa và sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192, 714-531-8192. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Israel hôm thứ Tư 18 tháng 10, cam kết về tình đoàn kết trong cuộc chiến chống Hamas và ủng hộ tuyên bố của Israel nói rằng vụ nổ giết chết nhiều người Palestine tại một bệnh viện ở Gaza là do các phần tử hiếu chiến gây ra. Các phúc trình cho thấy vẫn chưa có sự trùng lập đáng kể giữa nhu cầu của Israel và Ukraine, và các quan chức Mỹ khẳng định viện trợ cho Israel sẽ không gây tổn hại cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói rằng Hoa Kỳ đang lún sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine và phạm sai lầm khi cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 18 tháng 10 rằng nước này vừa nghiêm khắc chỉ trích Hoa Kỳ về những hạn chế mới nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chip. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo chớ có tách rời khỏi Trung Quốc khi phát biểu tại diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Ông chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư 18 tháng 10 để thực hiện các cuộc gặp được coi là tạo tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Putin, người đã tăng cường hợp tác với Bắc Hàn, đang bị cô lập về chính trị. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin rằng Tổng thống Nga Putin đã nhận lời thăm Việt Nam từ Chủ tịch Võ Văn Thưởng khi hai quan chức này gặp nhau bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, người vừa mãn án 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, nói rằng ông sẽ tiếp tục hành trình đi tìm công lý vì ông bị bức cung tra tấn và kết án oan. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Israel hôm thứ Tư 18 tháng 10, cam kết về tình đoàn kết trong cuộc chiến chống Hamas và ủng hộ tuyên bố của Israel, nói rằng vụ nổ giết chết nhiều người Palestine tại một bệnh viện ở Gaza là do các phần tử hiếu chiến gây ra. Hình ảnh quả cầu lửa bao trùm lên bệnh viện là một trong số những cảnh tượng đau buồn nhất trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 12 ngày, và nó làm tan vỡ kế hoạch của Hoa Kỳ về chiến dịch ngoại giao khẩn cấp của ông Biden ở Trung Đông, khiến các nhà lãnh đạo Ả Rập hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa họ với Tổng thống Mỹ. Palestine quy trách nhiệm rằng vụ nổ là do Israel không kích, khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng. Israel nói rằng vụ nổ là do một vụ phóng rocket thất bại của nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad của Palestine, nhưng nhóm này phủ nhận trách nhiệm. Ông Biden nói, tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ về vụ nổ bệnh viện ở Gaza ngày hôm qua, và dựa trên những gì tôi đã thấy, dường như vụ này là do phía bên kia thực hiện chứ không phải phía ngài. Nhưng ở ngoài kia có rất nhiều người không hiểu, vì vậy chúng ta phải giải quyết rất nhiều việc. Chuyến đi của ông Biden tới Trung Đông có mục đích xoa dịu khu vực, nhưng sau vụ nổ bệnh viện, Jordan đã hủy nửa còn lại trong hành trình của ông Biden. Một cuộc họp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch ở Amman với các nhà lãnh đạo Jordan, Ai Cập và chính quyền Palestine. Ông Netanyahu cảm ơn ông Biden vì sự ủng hộ rõ ràng của ông. Văn phòng Tổng thống Isaac Herzog cho hay vị nguyên thủ quốc gia đã nói với ông Biden rằng Chúa phù hộ ngài vì đã bảo vệ quốc gia Israel. Israel đã công bố đoạn video bằng chứng tại hiện trường vụ nổ bệnh viện và nói không có hố sâu của vụ nổ do hỏa tuyển hoặc bom gây ra khi đâm xuống. Đồng thời cũng công bố một đoạn ghi âm mà họ nói là ghi lại nội dung những lời trao đổi giữa những kẻ khủng bố nói về việc rocket phóng bị hỏng. Ông Biden đang chịu áp lực rất lớn là phải làm cho Israel cam kết hứa rõ ràng
về việc giảm bớt nỗi thống khổ của thường dân ở dải Gaza. Ở đó, 2,3 triệu người Palestine đang bị bao vây, toàn bộ, không có thực phẩm, nhiên liệu, nước uống hoặc vật tư y tế. Quân đội Israel tuyên bố rằng viện trợ nhân đạo sẽ được cung cấp tại một khu vực nhân đạo ở Omawasi, ở phía nam bờ biển dải Gaza, gần biên giới Ai Cập, nhưng không cho biết viện trợ sẽ đến đó bằng cách nào. Các phúc trình cho thấy vẫn chưa có sự trùng lập đáng kể giữa nhu cầu của Ukraine và Israel. Và các quan chức Mỹ khẳng định viện trợ cho Israel sẽ không gây tổn hại cho Ukraine. Vào ngày 11 tháng 10, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm bổ sung khả năng phòng không, vũ khí chống tăng và các thiết bị khác. Các nhà phân tích đồng tình rằng nhu cầu quân sự cấp bách nhất của Ukraine và Israel là khác nhau. Ông Bradley Bellman, giám đốc cấp cao của Trung tâm Quyền lực Chính trị và Quân sự của Tổ chức Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại thủ đô Washington nói, nhu cầu cấp thiết nhất của Israel là bổ sung các loại vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ trên không và bổ sung phi đạn đánh chặn cho vòm sắt. Và hiện tại có rất ít hoặc không có sự cạnh tranh giữa Israel và Ukraine về những khả năng đó. Hệ thống phòng thủ phi đạn đạo mang tên vòm sắt của Israel không được thiết kế để bắn cùng loại với loại phi đạn đánh chặn được sử dụng bởi Patriot do Mỹ sản xuất, hoặc các hệ thống phòng thủ phi đạn khác mà Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine. Ukraine cũng đã yêu cầu cung cấp xe tăng và xe bọc thép chở quân. Trong khi đó, Israel đã sẵn có lượng lớn xe loại này và một số được sản xuất trong nước. Ukraine cũng cần phi đạn chống hạm, chống tăng và phòng không nhằm vào các tàu, máy bay và phương tiện quân sự, trong khi Israel thì không cần. Điểm tương đồng là Ukraine và có thể là Israel đều cần đạn pháo 155mm. Cho đến nay, Mỹ đã viện trợ hơn 113 tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm 24 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine vào ngày 10 tháng 8. Tổng thống Nga Putin nói rằng Hoa Kỳ đang lún sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine và phạm sai lầm khi cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Ông nói trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc rằng ông đã thông báo một số chi tiết với Chủ tịch Tập Cận Bình về Ukraine. Ông nói rằng các yếu tố ngoại lai và các mối đe dọa chung chỉ càng tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Putin cho rằng quyết định của Hoa Kỳ cung cấp hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân chỉ kéo dài thêm tình trạng đau khổ cho Ukraine. Ukraine xác nhận hôm 17 tháng 10 rằng họ đã sử dụng hệ thống này. Ukraine đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ cấp hỏa tiễn để giúp họ tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Ông Putin lưu ý về việc Hoa Kỳ đã điều hai đội hàng không mẫu hạm tới Địa Trung Hải để ứng phó với vụ bùng nổ bạo lực giữa Israel và Palestine. Và ông cho biết, ông đã ra lệnh cho các máy bay Nga mang hỏa tiễn siêu thanh Kinjal tuần tra trên Biển Đen. Ông Putin cho rằng khá đúng khi phương Tây bắt đầu nói về sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Nga lâu nay vẫn tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Kyiv chấp nhận thực tế mới, đồng nghĩa với việc Nga sẽ chiếm đóng hơn 1/6 lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Ukraine nhất định yêu cầu Nga phải rút toàn bộ lực lượng, kể cả tại bán đảo Crimea. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 18 tháng 10 rằng nước này vừa nghiêm khắc chỉ trích Hoa Kỳ về những hạn chế mới nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chip. Bộ này nói, những hạn chế và việc tách rời ra có tính cưỡng ép vì mục đích chính trị như vậy vi phạm các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Bộ này nói thêm rằng, Mỹ lâu nay vẫn khẳng định không muốn cản trở sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Còn Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ làm đúng điều này thay vì nói một đằng là một nẻo. Hoa Kỳ cho hay rằng họ có kế hoạch tạm dừng xuất khẩu sang Trung Quốc các lô hàng là chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn trước đây do Nvidia và các hãng khác thiết kế. Hoa Kỳ cũng đã hạn chế nhiều loại chip tiên tiến và công cụ sản xuất chip đối với nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Iran và Nga,
đồng thời liệt hai hãng thiết kế chip Trung Quốc MorTech và Byron vào sổ đen. Giang Quan, một nhà phân tích cấp cao tại Counterpoints nói rằng, ông dự đoán ngành công nghiệp AI Trung Quốc sẽ chỉ bị gián đoạn một cách hạn chế vì nhiều hãng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các biện pháp hạn chế và họ đã dự trữ chip. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, tác động có thể nghiêm trọng hơn trong trung và dài hạn và có thể làm tăng khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước trong lĩnh vực về AI trong những năm tới. Charlie Chais cho rằng những hạn chế này có thể sẽ đẩy mạnh hơn nữa đề án về tự cung tự cấp đang được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo chớ có tách rời khỏi Trung Quốc khi phát biểu tại diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Ông chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Ông Tập cũng ca ngợi đại kế hoạch của mình sáng kiến Vành đai và Con đường, được đưa ra cách đây 10 năm nhằm xây dựng mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng toàn cầu, kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua tuyến đường bộ và đường biển. Ông nói rằng, các bản thiết kế đã biến thành các công trình thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên rằng, các hợp đồng kinh doanh trị giá 97,2 tỷ đô la đã được ký kết tại diễn đàn. Bế mạc hôm 18 tháng 10, đại diện của hơn 130 quốc gia, phần lớn từ nhóm nước được gọi là phương Nam toàn cầu, đã dự diễn đàn, trong đó có một số nguyên thủ quốc gia, kể cả ông Võ Văn Thưởng của Việt Nam. Nổi bật nhất trong số họ là người bạn thân thiết của ông Tập, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Tập phản đối những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Ông nói rằng, cuộc sống của chúng ta sẽ không tốt hơn và sự phát triển của chúng ta sẽ không nhanh hơn nếu chúng ta coi sự phát triển của các nước khác là mối đe dọa và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế là một rủi ro. Các nhà lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh rằng, mục tiêu của họ là giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời khỏi Trung Quốc. Đồng thời nói rằng, họ muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vốn đã trở nên phụ thuộc quá mức vào nền kinh tế của Trung Quốc. Những lời đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan và tình trạng gián đoạn thương mại trong những năm đại dịch đã làm các nước phương Tây càng thêm mong muốn hạn chế sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Giới phân tích cũng nói rằng, một số khoản cho vay về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc thông qua chương trình này đã khiến các nước nghèo phải chịu hậu quả từ những khoản vay mà họ không thể trả được. Ông Tập đang điều chỉnh để Vành đai và Con đường có quy mô nhỏ hơn, mục đích là nhằm góp phần thúc đẩy trên bình diện rộng cho một trật tự thế giới đa cực và mang lại cho phương Nam toàn cầu thêm sự lựa chọn. Thay vì một trật tự do Hoa Kỳ và các đồng minh thống trị, sau bài phát biểu của ông Tập, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc thành lập một cơ quan Liên Hiệp Quốc để quản lý AI, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh phản đối sự cản trở ác ý đối với sự phát triển AI của các nước khác. Có lẽ ám chỉ nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn xuất khẩu công nghiệp chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư 18 tháng 10 để thực hiện các cuộc gặp được coi là tạo tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Putin, người đã tăng cường hợp tác với Bắc Hàn, đang bị cô lập về chính trị. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Lavrov diễn ra ở thời điểm được một tháng sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un thực hiện chuyến đi hiếm hoi tới Nga. Trong đó, ông mời ông Putin tới Bình Nhưỡng và thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm cả chương trình vệ tinh của Bắc Hàn và cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov sẽ hội đàm với người đồng cấp Bắc Hàn và có thể thông báo cho Bắc Hàn về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin, cũng như thảo luận về chuyến thăm của ông Putin. Ông Putin nói rằng, Nga đang phải tiến hành cuộc chiến chống lại phương Tây về vấn đề Ukraine. Việc trở nên thân tình hơn với ông Kim giúp ông Putin gây lo lắng cho Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, và có thể giúp Nga đảm bảo nguồn tiếp liệu dồi dào về pháo binh cho cuộc chiến Ukraine. Sung Kim, đại diện đặc biệt của Mỹ, chuyên trách vấn đề Bắc Hàn, gọi mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nga là đáng lo ngại.
Người phát ngôn Nga Dmitry Peskov nói các cáo buộc của phương Tây không dựa trên bằng chứng và cho biết Nga sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với Bắc Hàn. Hôm 16 tháng 10, tổ chức phân tích cố vấn về quốc phòng an ninh ở London đã công bố hàng chục ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải cao mà họ nói rằng chúng cho thấy hai tàu Nga có liên quan đến thương mại, lưới hậu cần quân sự của Nga đã thực hiện nhiều chuyến đi tới Bắc Hàn. Báo cáo cho hay hai tàu này đã vận chuyển hàng trăm container đến và đi từ một cảng ở Bắc Hàn kể từ tháng 8. Mặc dù không thể chắc bên trong chứa gì, song báo cáo nói rằng có quan sát cho thấy các container có cùng kích thước và màu sắc sau đó đã được chuyển đến một kho đạn dược mới, được mở rộng gần đây của Nga, nằm gần biên giới với Ukraine. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có chương trình Affordable Connectivity Program của chính phủ. Nếu quý vị nào có thu nhập thấp, low income, học sinh đang tham gia chương trình free lunch tại các trường học, sinh viên đang có financial aid, hay quý vị đang hưởng những chương trình phúc lợi xã hội như Medicaid, Housing, SSI, EBT, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ nhận tablet, phone và internet miễn phí. Chúng tôi phục vụ cho tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Quý vị liên lạc với Thảo Nguyên ở số điện thoại 408-547-7969. Xin cảm ơn quý vị. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin rằng Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam từ Chủ tịch Võ Văn Thưởng khi hai quan chức này gặp nhau bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Thông tin cho biết, nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời. Một nguồn tin ngoại giao Nga nói rằng hiện chưa có thời gian ấn định cho chuyến thăm này, và ông Putin cũng mời ông Thưởng tới Nga. Theo cổng thông tin chính phủ, trong cuộc gặp, ông Thưởng nói rằng Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của cả hai dân tộc. Theo VGP News, tại cuộc gặp ông Thượng và ông Putin cũng trao đổi chia sẻ đánh giá về một số vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm, nhưng không nói rõ đó là vấn đề gì. Nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, người vừa mãn án 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, nói rằng ông sẽ tiếp tục hành trình đi tìm công lý vì ông bị bức cung tra tấn và kết án oan. Ông Dũng, người từng viết blog dưới tên Dũng Phi Hồ, chia sẻ về bản án tù mà ông vừa trải qua. Theo như nhận thức của tôi và cũng như những gì tôi đã viết trong những năm qua tại trại giam Nam Hà hàng tháng vào biên bản có liên quan đến vụ án của tôi, tôi đều viết và khẳng định vào trong các văn bản đó rằng đó là bản án bất công. Tôi bị bắt cóc, bị tra tấn và bị bức cung. Cho nên tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm công lý. Hồi 27 tháng 9 năm 2017, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp ông Nguyễn Viết Dũng vì đã có hành vi tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ông Dũng kể lại việc ông cho rằng mình bị tra tấn đánh đập khi ông bị tạm giam chờ xét xử ở trại giam của Công an tỉnh Nghệ An. Tại trại giam thì đa số những vấn đề mà tôi bị đánh đập, bị tra tấn, bị bức cung đều diễn ra tại đấy. Sau khi họ bắt cóc tôi tại một nhà ăn gần giáo xứ Sông Ngọc, đến khi họ đưa tôi về Công an tỉnh, ép buộc tôi ký và hỏi tôi một số điều, tuy nhiên tôi giữ thái độ yên lặng thôi, không trả lời gì với họ. Bữa chiều thì họ đã đưa tôi vào trại tạm giam của Công an tỉnh Nghệ An, tên thường gọi là trại tạm giam Nghi Kim. Tại đây, bên phía trại tạm giam đã đưa tôi vào ở một cái buồng mà ở đó có những con người đã được sự chỉ đạo trước để tra tấn và đánh đập tôi, cũng như uy hiếp tinh thần tôi. Với điều kiện tồi tệ như thế, tôi bị cả ba phía công an điều tra.
Có thể đánh tôi bất cứ lúc nào, phía công an trại giam họ cũng có thể đánh tôi bất kỳ lúc nào. Và hơn thế nữa, đó là những bạn tù mà thật ra là những người được gài vào để đánh đập tôi. Thì tôi bị bao vòng áp lực như thế thì tôi buộc phải nói hay viết những gì mà họ mong muốn. Khi được hỏi về nguyên nhân ông bị bắt và bị kết án, ông Dũng cho biết lý do đầu tiên mà họ đưa ra là về vấn đề là tôi đã lập đảng phái ôn hòa là đảng Cộng Hòa. Phần thứ hai, họ bắt tôi mà họ đưa vào trong cáo trạng đó là về vấn đề cờ vàng ba sọc đỏ. Những cái video clip liên quan đến cờ vàng ba sọc đỏ và những hình ảnh có liên quan và những hành động cầm căng đeo cờ vàng ba sọc đỏ trên lãnh thổ của Việt Nam. Phần thứ ba là về những bài viết chia sẻ trên Facebook cá nhân, ví dụ như bản yêu sách 8 điểm của ông Hồ Chí Minh, những bài về đọc lại bản án của chế độ thực dân Pháp phần 1, phần 2, bởi vì lúc giờ tôi mới biết có 2 phần thì tôi đã bị bắt. Cơ quan điều tra công an khi ấy nói rằng, ngoài việc lưu giữ 4 lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa tại nhà riêng, ông Dũng còn treo cờ vàng ba sọc đỏ tại khu di tích lịch sử Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, tại Dinh Độc Lập và tại khu di lịch Cồn Thái Sơn, tỉnh Tiền Giang, rồi chụp ảnh, quay video, sau đó đăng tải Facebook cá nhân, chia sẻ phát tán công khai trên mạng Internet nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Dũng chia sẻ nhận định về những cáo buộc như trên như sau. Cho đến bây giờ thì trong suốt quá trình tôi buộc phải thi hành án, tôi cũng đã có rất nhiều đơn kháng cáo gửi đến Ngài Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về vụ án của tôi để mong được xin xét lại bản án để công bố tôi vô tội, bồi thường thiệt hại cho tôi. Tuy nhiên, gần như là các đơn của tôi đều bị rơi vào im lặng. Tôi được cấp giấy bút để viết đơn, đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án của tôi. Tôi viết xong và tôi đã gửi đi vào ngày 17 tháng 7 năm 2003. Tuy nhiên, từ ngày đó cho đến khi tôi ra khỏi trại giam đến giờ phút này, tôi cũng không biết là đơn của tôi đã được gửi đi thật hay chưa. Riêng việc đánh giá một cách tổng quát về chế độ nhà tù tại Việt Nam, tôi thấy điều kiện tồi tệ từ phòng ở cho đến điều kiện ăn ở cho đến những thứ khác, ví dụ như tại trại giam Nam Hà thì họ không có đánh đập các nhóm tù nhân nữa, tuy nhiên họ tạo ra những áp lực để một người nào đó muốn giữ vững được ý chí sẽ rất vất vả, đặc biệt trong môi trường đặc biệt biệt giam. Trong phiên sơ thẩm vào tháng 4 năm 2018, ông Dũng bị tuyên 7 năm tù và 5 năm quản chế, sau đó giảm xuống còn 6 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên phúc thẩm vào tháng 8 năm 2018. Ông Nguyễn Viết Dũng cùng với những nhà hoạt động khác đang bị giam cầm là Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng là những người tích cực giúp ngư dân các tỉnh miền Trung khiếu nại đòi nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại do xả thải ra môi trường biển hồi năm 2016. Trước đó, ông Dũng từng bị tuyên 15 tháng tù hồi năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Hồi đầu năm 2015, ông Dũng thành lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media. Có phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.